Một cái vấn đề khác nó làm cản trở bạn đó là cái ý chí. Cái ý chí phải kiên cường, phải mạnh mẽ, phải phải dám thay đổi và phải dám đột phá. Chứ chúng ta cứ có cái tư cách mà cứ ổn định đó, là chúng ta cũng rất khó ra khởi nghiệp. À, mình kể cho bạn một cái câu chuyện này. Bạn đó là một bạn nữ ở ngoài miền Bắc, bạn vào Sài Gòn, theo chồng vào Sài Gòn. Và trong 2 tuần đầu á, lần đầu tiên đi vào Sài Gòn này, nó ở miền Bắc chứ bạn ở một cái quê Bắc Ninh, và bạn ở trên cái vùng núi. Các bạn biết vào cái Sài Gòn này mà theo chồng ở làm Sài Gòn này thì nó rất là bỡ ngỡ với bạn, vô cùng bỡ ngỡ luôn các bạn. Mình nhìn cái cô bé đó ngày đầu tiên tới gặp mình không nghĩ là cái cô bé này làm sao mà đi ra khởi nghiệp được vậy. Bởi vì ở nông thôn lần đầu tiên ra thành thị, và một cái điều nữa là cái máy laptop cũng không biết sử dụng các bạn ơi, không biết sử dụng luôn cả cái máy laptop luôn. Tất nhiên là chồng hàng ngày đi làm mà cổ cứ ở nhà và không biết làm gì, chồng cứ kêu là đi kiếm làm cái việc chứ đi, mà mới vô Sài Gòn này thì không biết làm cái gì, thậm chí đi xin làm việc nhà cũng không thể làm được các bạn ơi, vô đó này tại vì chưa có quen cái phong cách người Sài Gòn này. Và bạn thấy cái lớp học của mình và bạn đến học và học và mong muốn là em tới nói mình là em mong muốn khởi nghiệp ở cái đất Sài Gòn này. Cái giọng nói thì nói vẫn chưa có rõ được, tại nói theo cái giọng của miền núi nhiều. Thì mình chỉ khuyên bạn nó như vậy nè. Em hãy làm từng bước theo cái cách của mình dẫn. Nhưng mà thực sự lúc đó mình nói mà không, mình không nghĩ là cổ có ý chí của vượt qua. Hàng ngày em đi về, em đi mua laptop hay em mượn laptop của ai đó, rồi em xách lên em ngồi cái căn tin nha. Em ngồi ở cái căn tin này nè. Rồi lúc em rảnh thì em chạy lên văn phòng, có mấy đứa nhân viên mình nó chỉ cho em cái cách sử dụng computer, làm Word, Excel cho quen đi, rồi em xuống này em thực tập. Em ngồi dưới công ty em thực tập rồi xong á, rồi em lên cái gì vướng thì cứ lên, rồi xong rồi xuống thực tập, em làm từng bước với cho nó rành đi. Vô cùng bất ngờ các bạn, cứ ngày nào cũng cứ ôm cái laptop đó, cứ tới ngồi căng tin đó, vướng gì thì lên gặp mấy em, nó chỉ đâu khoảng nửa tiếng rồi xuống lại làm nửa tiếng. Thì khoảng hơn 10 ngày sau bạn Word, Excel rồi cũng biết hết bạn. Mình vô cùng rất là bất ngờ. Đồng chỉ có cái gõ máy là chậm thôi, nhưng mà hầu như là cũng biết làm hết. Rồi sau đó cũng có tới họ hỏi mình kêu ok vậy bây giờ em chọn cho em một cái sản phẩm. Cổ mới chọn cho cái sản phẩm là đá spa, đá nóng đá spa, bạn biết không, đá nóng đá spa của rồi cổ nói là em chọn sản phẩm này. Mình nói là lên internet, mình hướng dẫn cách lên internet đi tìm nguồn cung cấp đi. Cổ tìm được vài nơi, cổ tự gọi điện cổ tìm, rồi mình kêu ok bây giờ chuẩn bị cho mình một cái website đi. Thì đúng tới website thì cổ không biết gì về website hết. Mình kêu ok vẫn cứ làm theo như cái quy định cũ là em lên em hỏi nhân viên mình không biết gì á, thì xuống ok thì cứ nhân viên các bạn biết web WordPress đó thì cũng dễ sử dụng thôi. Và cũng kiên trì thì sau một tháng sau các bạn cổ ra cho mình được một cái web, trong đó có đá massage rồi hết. Và dĩ nhiên bán hàng cũng không biết, cũng phải lần mò từng bước để bán hàng, rồi xong rồi có nhân viên. Chuyện gì sau 3 năm ngay thời điểm bây giờ là cổ có cho mình là 6 đứa nhân viên rồi. Và doanh thu của cổ là hiện tại ngoài đá massage thì cổ còn làm đá nướng nữa. Mới gần đây cổ triển khai với mình là đá mà chườm gan, là đá mà để chữa bệnh á. Và cho tới gần đây thì doanh số của cổ là nó đã lên 400 triệu một tháng rồi, với 6 bạn nhân viên. Thực sự cái cô này á, kể cái câu chuyện các bạn không có cảm nhận nhiều, nhưng mà mình đi song hành với cổ mình thấy cái ý chí quật cường của cổ, từ một người các bạn biết không hiểu gì về đất Sài Gòn, không có mối quan hệ gì, không hiểu văn hóa luôn, không biết laptop là gì, chưa biết sử dụng computer, không biết website là gì, đừng có nói cái chuyện bán hàng. Hồi kia ở ngoài quê cổ chỉ làm năm thôi, mà sau 3 năm các bạn thấy không ạ, cổ đi từ bước, bây giờ sở hữu doanh nghiệp riêng 6 nhân viên rồi. Và chắc chắn trong năm nay, chỉ trong năm nay thôi, doanh số của cổ chắc chắn sẽ lên tới 1 tỷ, vì cổ đã triển khai thêm cái mảng đá chườm gan rồi 2-3 sản phẩm nữa mình chưa tiện nói ra, bởi vì cái đó là cái bí mật kinh doanh của cổ. Và các bạn thấy mà cái điều này nó rất là tuyệt vời, nó thay đổi cái cuộc đời của mãi mãi.